Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của chúng tôi xin mời quý vị tham dự trong chương trình Back to School do thị trưởng thành phố Houston tổ chức để giúp các em quay trở lại trong mùa tựu trường. Chương trình được tổ chức từ lúc 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều tại vận động trường George Brown, tọa lạc tại thành phố Houston. Và sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Chương trình Back to School mừng lễ hội tựu trường của thị trưởng tổ chức để giúp đỡ cho các học sinh tiểu học trong khu vực Houston có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và gia đình của các em khi các em chuẩn bị quay trở lại trường học. Ngoài việc phân phát 25.000 ba lô đựng đồ dùng học tập, sự kiện này còn có những hoạt động ý nghĩa như khám răng, trám răng, khám thị lực và chích vaccine định kỳ. Chương trình cũng kết nối gia đình với nhiều những dịch vụ y tế và xã hội khác do các cơ quan cộng đồng cung cấp. Hi Via TV, I'm Martha Castex Tatum, the Vice Mayor of the City of Houston, and today we are welcoming students back to school. We're giving out 25,000 backpacks. This is the 13th annual Mayor's Back to School Fest, and we want to thank Shell and all of our partners for making sure every Houston student returns to school with all of the supplies and health care that they need to make this an incredible school year. Cái chương trình này là của văn phòng thị trưởng họ tổ chức hàng năm. Năm nay là năm thứ 13. Cứ khoảng tháng 8, đầu tháng 8 là có những cái chương trình này rất là ích lợi cho cộng đồng và cho các em. Các em tới đây có thể tham gia vào những cái chương trình miễn phí là khám sức khỏe, khám mắt, khám răng, cắt tóc, và họ sẽ phát quà cho các em nhờ bút, sách hoặc là những cái gì cần thiết cho niên học tới. Bữa nay là Cindy làm volunteer cho Kishel Back to School event. This is really exciting event. I love it. There's a lot of people here, so it's been a great opportunity. And I'm very excited today come here, and we got free backpack and a lot of supplies, and we got a lot of gifts. And the kids play a lot of game. We are so excited, and we learn a lot of knowledge about healthy. And we take the vision test. It's wonderful for kids. We love this event. Thank you. My name is Ines Mbila. I just got here for getting because they give the back of school. So they get backpack and a lot of stuff the kids have. I'm so excited. Because I don't have to buy like anything else, like just like save my money to get some stuff here, so I'm so happy to get that as well. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục hỗ trợ cho các em trong mùa tựu trường năm 2023-2024. Đài Việt TV xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.